con người mình sống trong cái cuộc đời này nhất định phải có niềm vui. Mà cái niềm vui nó sanh ra lớn nhất trong cuộc đời mình là gì? Cái niềm vui của pháp vị. Bây giờ các khu du lịch bây giờ là ào ào ào, bây giờ mày bị xuống ngoài biển đi, bị Vũng Tàu này, bị xuống dưới, bị thấy à? Nha, nóc nái anh ương gì nó lộn mèo ở dưới, đúng không? Nó rồi máy mảnh gì nó cũng tùm la ở dưới, đúng không? Nó lạng lóc nhóc ở dưới biển, ở dưới nó la lối um sùm ở dưới, nhảy xuống biển tắm lên bắt đầu ghẹ cua nướng ở trên, đúng không? Bia bọt, vô, vài ngày sau về là mặt vậy nè. Yeah, đi chơi mấy ngày nay đuối vậy? Mệt. Xài tiền nhiều không? Mấy tháng lương. Mấy tháng lương luôn mà còn đuối vậy đó, hiểu không? Vậy mấy vị vô đây bị tu 2-3 ngày, 3-4 ngày xong đi về nha. Về nha, vô công ty cái. Chào anh. Chào anh nha. Chào chị, chào giám đốc. Ủa sao em mấy ngày nay đi chơi ở đâu? Giờ đi vô chùa chơi. Nghe pháp tu mấy ngày. Ủa sao thấy mấy người kia sao mặt đuối quá, em tươi quá vậy? Tại em niệm Phật mà. Vô chùa ăn chay niệm Phật không anh ơi? Tu hành nghe pháp rồi niệm Phật được. Vậy mà khỏe quá, vui quá. Có tốn tiền bạc vô không? Không tốn cách nào vậy. Đổ có lít xăng chạy lên chùa xong tu xong chạy về. Vậy tôi không tốn cách nào chứ. Mà ăn chay mấy ngày nay. Ủa sao thấy mặt của em tròn chịu vậy? Thấy ăn chay ngon. Vô nghe thầy giảng vui quá, đúng không? Nó vô chùa nghe thầy giảng vui quá, mặt mập lên. Còn còn mấy em đi đâu mà sao mặt hớp chứ? Đi biển, không vô biển la lối quá trời luôn, nó nhậu nhẹt nó la sùm, la mặt hớp luôn, thấy không? Để ý là biết liền à. Bây giờ quý vị mà thí nghiệm đi cho hai người đi ra biển chơi và hai người đi vô chùa này tu, để quý vị coi về gặp mặt nhau quý vị sẽ thấy ra liền. Mấy đứa đi biển mặt đen thui, còn hai đứa vô chùa mặt trắng tươi. Cho quý vị biết à, thiệt luôn á. Bây giờ đơn giản thôi, cho quý thầy quý chú đi về quê 2 ngày, nhưng đức ở nhà, quý vị vừa về cái gặp người đi chơi và người ở nhà nhìn biết liền hai dạng người liền. Cái dạng đi 2 ngày về mặt đen thui, ông nào ông nấy cái mặt gì nè, nói chuyện không nổi biết sao á. Mà đi mấy ông là đi chơi vui dữ lắm luôn, rất là vui luôn mà không biết làm sao. Mà về mà tôi nhận đức thấy mấy ông nằm cả ngày hôm qua, nằm giật giờ giật dưỡng mà chú Tâm Nhiên thì ông nói lên xe ngủ không biết làm sao mà cần cổ liệt. Thì thấy chưa, nó ngộ ghê á. À thì ra là cái tích tụ năng lượng lớn nhất là ở đâu? Là ở trong cái đạo tràng niệm Phật. Cái tích tụ năng lượng lớn nhất là ở trong đạo tràng niệm Phật. Như vậy thì cái đại cầu siêu là ở đâu? Là ở nơi cái đạo tràng chuyên niệm Phật. Nó bữa nay mình vẫn đức nghĩ rằng cái mấy ngày nay thông báo á, quý vị về đây bị tu đông gì chắc hương linh cũng không ít đâu. Chắc bây giờ chắc cũng đeo lóc nhà, đeo hàng gào lum la. Quý vị nghĩ đi, không có đơn giản. Bây giờ đơn giản rồi, sáng như đức nói một câu, người sống với người chết đi rang à. Bây giờ quý vị đi đến đây, quý vị tu an lạc, quý vị về, quý vị gặp ai thì cũng nói, chị, chủ nhật đến tu nha. Tu an lạc lắm á. Vì chưa có thầy đức nói chuyện vui lắm, ăn chay ngon, vô cục. Vui lắm chị ơi, thì hương linh y rang luôn. Hương linh đi đến đây tu xong về ngủ sùm. Tại vì ảnh cũng định tu phước tu duyên nữa. Ảnh về anh cũng làm trưởng đoàn á, mấy cái thằng mà đi lâu á, hương linh lâu á. Hương linh mà đi tu lâu ở đây nè là đi về làm, đi từ từ làm trưởng đoàn luôn á. Nó bị thấy có những chiếc xe mà bị thấy bữa nay sao một tài xế chạy nặng chạy không nổi á, là bữa đó hương linh đi đông quá. Cho bị biết nghe, ngủ á chứ không ngủ đâu, không phải đơn giản đâu, trưởng đoàn, hương linh làm trưởng đoàn. Có hương linh nam, có hương linh nữ, có hương linh BD luôn. Nó làm trưởng đoàn chứ không dễ đâu. Về bắt đầu rủ nghe, rủ người này người kia rủ nghe. Thấy hương linh đi bớt vượng vượng đó. Ê, có chỗ ăn ngon lắm. 2 ngày liên tục luôn. Lúc trước tao đi có ngày chủ nhật, có một lần thôi mà lần này được 4 lần. Ở đâu mà ngon vậy ạ? Ở chùa Hộ Pháp, 30 tháng 4, 1 tháng 5, ông Đức ông cúng 4 bữa luôn. Nó cúng quá trời luôn. 4 buổi 2 ngày.
sáng chiều cũng cúng quá trời luôn. Đi theo đi, đi đến mà mày phải nghe pháp nghe không? Mày vô mày phải nghe pháp, rồi mày phải lễ Phật. Xong ông ra ông cúng mới được ăn, chứ không phải mày nhào vô mày giật bậy bạ nó quýnh mày chết đó. Thì bây giờ mày biết người sống mình cũng có người canh đồ ăn ha. Thì người mắc người ta cũng đứng người ta canh đó đó. Thằng nào mà vô lạng hoặc ăn giật đồ ăn bậy bạ là không cho đó, bụp quý vị liền hết chứ không giỡn đâu. Không cho. Ví dụ như hương linh cũng có hương linh ship nữa. Ví dụ như hương linh là hương linh thường trụ ở đây nữa nè, có nè. Có hương linh thường trụ nữa nè. Hương linh đi cộng tu cũng có nè. Rồi hương linh mà ghé ngang để mà coi chuồng sao cũng có nữa nè. Rồi hương linh du lịch cũng có nữa. Có hương linh du lịch nữa. Nên có hương linh thường trụ ở đây nữa. Thì hương linh thường trụ để bắt đầu là chia ra nhóm. Bắt đầu là nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ. Rồi nhóm để mà đứng ở đó coi cái bàn mà cúng thí thực đó. Rồi những hương linh mới mới đến thì chỉ đi nghe pháp đi mày, sắp chỗ cho nó ngồi. Nó mày leo lên cái hàng rào kia kìa, mày đeo lên cửa rồi đó, mày leo qua cái đồng hồ đó, mày đứng như thế mày nghe dễ hơn. Nó rồi mày coi cái chỗ nào trống trống ở đây đây rồi mày ngồi, chừng nào người ta vô thì mày tránh chỗ khác. Còn lỡ ai đạp mày, ai đụng mày thì thôi mày đừng có buồn nghe, người ta không thấy mày. Nói rõ ràng cho nghe và có người ta bố trí hết trơn quý vị, nghe không? Rồi tới nào ông Đức ông cúng rồi lúc đó ông cho mày ăn nghe không? Nói rõ ràng cho hương linh ta nghe luôn quý vị, không giỡn đâu. Rồi quý vị đi đến đây đông gì nè, người thân mình chưa siêu đi theo nữa, hiểu không? Bây giờ người ta nhìn con cháu á, bây giờ quý vị nghĩ đi, cái chuyện đơn giản thôi. Bây giờ có bốn đứa con, trong đó có một đứa con nó hiền hậu, có đạo đức nhất, thì nhất định quý vị muốn chọn đứa đó để mà vì sống với nó, chứ ai mà đi chọn cái thằng lụ đạn, đúng không? Thì chọn cái thằng hiền hậu để mình sống với nó, chứ không ai mà đi chọn cái thằng hư hỏng ăn chơi bê tha chứ. Giỏi lắm, bây giờ mình thương nó, cũng là con mình thương nó, nhưng mình cho nó số của thôi, mày lo làm ăn đi. Còn sống thì tao sống với cái thằng này nó được nè, nó hiền có thể nuôi mình được. Vậy thì bây giờ trong gia đạo có đứa con cháu này, con cháu kia, con cháu nọ, nhưng mà ông bà cha mẹ chọn là chọn cái đứa cháu hiền hậu đi tu để mà đi theo. Nên mình đi tu á, là ông bà chưa siêu đi theo mình, đi theo mình, gia hộ cho mình, hiểu không? Mình tu có định lực, mình không phải mê tín, mình không phải đặt vấn đề nặng nề gì hương linh, nhưng mà mình cái tâm mình tu an lạc thì người ta đi theo mình. Mình nghe pháp người ta nghe pháp, mình tu người ta tu, thì tức khắc mình lợi ích, người ta được lợi ích. Nên ông bà cha mẹ chưa siêu là đi theo con cháu biết tu hành và hiền hậu. Nên từ nơi đó quý vị đi đâu họ đi theo đó. Nên quý vị đi đến đây tu, họ đi đến đây tu. Quý vị cầu giải thoát, họ cầu giải thoát. Thì nhất định là cái việc âm siêu là dương lợi. Nên cái việc cầu an cầu siêu vô cùng quan trọng. Là chúng ta vẫn là câu cũ mà nói, mình an thì cầu an, mình siêu thì cầu siêu. Còn mình không an làm sao cầu an, mình không siêu làm sao cầu siêu. Từ nào đó muốn cầu an cầu siêu cho người thì ta tâm phải an, ta tâm phải nhìn thấu để mà siêu thoát. Nhớ đó, đây là những cái việc cực kỳ quan trọng luôn đó quý vị. Còn thí dụ như bây giờ bao nhiêu cô mang nghiệp phá thai nè, bây giờ bữa nay cũng muốn đi đến đây tu để mà cầu siêu thoát cho những hương linh thai nhi nè. Bây giờ cầu bằng cách nào đó thì y ran như vậy thôi. Rồi về nhà cứ nghe pháp ngày hai thờ, rồi bắt đầu là các cô cứ tu mỗi ngày hai thờ tu sáng tối, rồi đi đứng nằm ngồi đi đâu cũng đeo máy niệm Phật để nghe niệm Phật niệm suốt luôn. Cứ như vậy mà thân tâm mình an lạc, chư hương linh đi theo mình thấy mình an lạc niệm theo, và mình mỗi lần niệm Phật là quang minh phổ chiếu, thì hương linh người ta cảm được quang minh, người ta mát mẻ vô cùng, thì tâm mà đòi nợ và oán hận người ta buông xuống. Mình tu từ từ là quan gia trái chủ người ta đi theo mình, người ta buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Mình không có kêu người ta buông, người ta cũng tự buông nữa. Vì người ta biết rằng là chấp nhất cái tâm mà oán hận đòi nợ là nó khổ, và nó đọa lạc trầm luân không có ngày ra. Nên người ta nghe đạo từ từ người ta cỡ mở tâm tư ra để người ta tu hành hướng đến giải thoát. Nên quý vị biết rằng đi về đây người ta nghe như vậy là thông tâm nè. Không phải nói là tu nhiều, mà là nghe như vậy để thông cái tâm đi. Cái tâm nó giải được đi thì ở nơi nào quý vị cũng thích niệm Phật. Nên những đức nó bảo đảm 100% một con người mà thích niệm Phật đó quý vị, quý vị không có cản được họ đâu. Họ là người thích niệm Phật, quý vị không có cản họ cái chuyện không niệm Phật đâu. Không bao giờ mà ai mà cản được họ, thì họ đã biết cái niệm Phật là lợi ích rồi, thì họ mọi cách mọi nơi họ phải niệm Phật à. Chứ họ không bao giờ mà họ cái chuyện mà họ không niệm Phật hết chứ. Đây cái chuyện còn khỏi cần hỏi ai, xác thực là những đức này. Nhân Đức là người thích niệm Phật nè, quý vị biết. Nhân Đức tìm mọi cách để Nhân Đức niệm Phật luôn. Trong khi công việc của Nhân Đức nhiều như vậy đó,
quá nhiều công việc luôn. Vậy mà những đứa dụng công mà mót đó, quá nhiều. Quý vị coi, hồi sáng giờ những đứa ngồi bên kia cứ bật cái điều đi chung, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mỗi lưng quá nằm xuống, để cái máy niệm Phật nhỏ kế cái lỗ tai, bắt cái điều đi chung nhanh lên. Trong cái máy niệm của mình, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nằm chút cái đứng lên đi vòng vòng, cái đầu đeo cái máy ngay gần cổ đi vòng vòng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm Phật suốt vậy đó. Rồi bên đây niệm Phật, những đứa cũng bên kia cũng niệm Phật luôn. Rồi vừa niệm Phật xong cái là những đứa cũng đắp y xong đi qua đây. Rồi bắt đầu quý vị biết rằng những đức chở mấy cô mấy chú đi công việc này kia, là bắt đầu là những đức lên xe cái là niệm Phật nghe, bấm cái là điều địa chung, niệm Phật được 20 phút hoặc 10 mấy phút. Đây qua Đại Tùng Lâm thì khoảng 10 phút thì niệm được 10 phút. Đây đi lại cái chỗ nào xa xa thì 20 phút thì niệm được 20 phút. Còn nếu mà ngồi đợi ngoài xe thì bắt lên cái điều niệm Phật, cứ ngồi trên xe niệm Phật. Quý vị coi á, cái người mà thích niệm Phật rồi họ tìm mọi cách mọi nơi họ phải niệm Phật. Tại vì sao? Vì họ muốn giải thoát nên họ phải niệm Phật. Còn nếu như quý vị mà không có tâm giải thoát thì dù có nghe đi chăng nữa thì có thời gian từ từ nó mới chịu phát tâm. Tại vì chưa có thật sự gì cái chuyện giải thoát, chưa có biết được cái sự khổ đau trong cái cõi đời này nó khổ quá, mình chưa có cảm được cái điều này nên mình chưa có thật sự phát tâm. Chứ thật sự thì những đức nuôi người già, những đức thấy rõ ràng cái khổ của nhân sinh. Trời ơi, quý vị biết rằng có một cái chú ở bên kia kìa, ông nổi một cái mục bay lớn như đức nói với hổm, thấy không? Vậy đó quý vị ơi. Mà như đức khuyên ổng, ổng nghe lời nghe quý vị. Ổng nghe lời, ổng niệm Phật quý vị biết á. Ô nằm đó mà bữa nay nó ốm lại nghe. Mà tuổi mới 30 mấy tuổi à. Tự nhiên đi vô chùa tu, tự nhiên nó nghiệp nó đổ ra, nó nổi một cái lớn nè. Ngay cái lưng phía sau nó bự gì nó lầy ra. Bữa nay bắt đầu là nó gom mài lại, bắt đầu nó thúi thịt ở bên trong. Thì vị biết cái sự đau lớn cỡ nào chưa? Mà nó bị lớn nè. Lớn nè. Nó, thì Nhân Đức nói để tôi cầm cái chén ra với cái muỗng, tại vì nó thúi rồi, nó thúi thật rồi, không ai dám làm, để tôi. Nhân Đức cầm cái chén với cái muỗng là Nhân Đức làm nè, sột 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 sột. Nhân Đức để cái chén, Nhân Đức ghê vậy, nó cạo ra, cạo ra. Nhân Đức làm nè, thịt đó nghe, thịt đó nghe, thịt mình đó thúi quá ha. Cạo ra, không? Cạo cho nó sạch ra, để cho nó đừng có lầy tiếp tục mấy thịt kia để nó thúi nữa quý vị. Cạo cho nó sạch bớt ra cái thịt thúi đi, để cái thịt thúi nó bám ở trong đó thì nó tiếp tục nó lầy mấy cái thịt kia, phải không? Mình không phải bác sĩ gì mà mình nghĩ là như vậy đó. Thôi mình cạo giùm ông đi, mình lấy muỗng mình cạo chơi, cạo xong mình nói cái chén này mà pha cà phê uống cũng ngon nha. Nên từ nó đó trộn quý vị coi cái lỗ bị lớn, hôm nay nó gom lại coi lớn nè, gom còn mới lớn rồi nè. Rồi hôm nay nó gom từ từ nhỏ lên. Nhân Đức nói ông chưa chết, ông chưa chết. Qua cái chặng bệnh này rồi là ông tu tới bờ tới bến luôn nè. Hết dạy à. Trời ơi, cái một bài lớn như vậy mà nó sốt nó hành mà nằm nó nghe. Nhân Đức nói mỗi câu Phật hiệu là gì? Giải thoát hay chưa? Mỗi câu Phật hiệu là gì? Giải thoát nghe không? Đau phải không? Niệm lớn lên, treo cái hình Phật bự kìa ngay trước mặt kìa. Nhìn Phật đi, niệm A-di-đà-phật. Đau A-di-đà-phật. Niệm trộn trộn, quá trời niệm luôn, càng đau càng niệm. Nhà Đức vô, nhà Đức nói sắp chết rồi đó. Niệm. Muốn nhắn sanh không? Muốn. Niệm. Trời ơi niệm, nhưng mà đúng là nó mồi lửa nha quý vị. Mới bị biết nghĩ cái một bài lớn nó không đơn giản chút nào đâu. Rồi dài bữa ổng mà lành rồi, nhà Đức quay cái đoạn phim cho quý vị coi, có quay dữ liệu hết rồi đó. Mai mốt lành rồi thì cọ lại cái chỗ mà cái lúc cái một bự gì nó lầy, rồi cái lúc mà nó lành là cho quý vị coi nha. Cho quý vị coi quý vị thấy. Nó gọi thêm một cái ông mà cái bú nó bự gì nè, ở bên kia bú nó bự như vậy nè. Trời ơi, cái một bú nó bự kinh khủng luôn, thòng như vậy nè. Mà ông biết Nhân Đức 4 năm về trước, Nhân Đức nói cái một bú này là quan gia ở trong đó nè, nhiều lắm nè. Ông coi nè, Nhân Đức đụng vô nó giật cho ông thấy. Nếu giật lên là quan gia nghe chưa, còn không giật lên là cái cục thịt bình thường nghe không. Coi nè, đụng vô một cái tức 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 ghê chưa. Trời ơi, bị nghĩ đi, tại sao Nhân Đức biết điều này? Ngộ Đạt Quốc Sư. Câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư, quý vị coi, quan gia nhập một đồ gói là một gã bằng người, phải không? Vậy thì cái một bú này là gì? Là quan gia, nghiệp sát sanh nhiều đời nhiều kiếp, nó đậu một đống bên trong, nó thành con bú bự vậy nè. Nhân Đức nói ở đây im, ổng niệm Phật mày niệm Phật, ổng không niệm Phật mày hành ổng cho tao. Chơi. Thấy chưa, nói chuyện ngang ngang gì mà quan gia khoái nghe. Nói chuyện ngang mà hương linh cũng khoái nữa. Nó ông thầy này chịu chơi, thầy nói chuyện thiệt, nói chuyện ngọt ngào vậy chứ. Nếu ổng không niệm Phật thì mày giật mày hành ổng cho tao.
vậy mà nó quái nó làm nè, nó giật lên, nó thấy ghê không? Nó thì thấy ông trộ cái bụng bự gì mà lợn nè, niệm Phật đi, thằng này niệm Phật, mày cũng niệm Phật, đi cầu sanh cực lạc nghe chưa? Bây giờ mày đeo vô đây mày hành nó, mày cứ hành thoải mái đi. Nếu nó quyết tâm nó niệm Phật thì đứng lại để cho nó giảng sanh, nó giải thoát rồi nó không có bỏ mình đâu nghe chưa? Hành te tua chứ hành trội, hành quá chứ hành luôn. Cuối cùng bữa nay thấy cái tâm quyết này ghê quá, không dùng thuốc luôn, không dùng một cái thứ gì sức vô chứ, quyết định không dùng thuốc luôn. Gia đình đến kêu đi bệnh viện, đi bệnh viện, không, không. Ủa, làm chứ. Cái bà cái đang ngủ gục hết hồn. Cái cách chia sẻ hồn quá, con mắt mình nó sáng đó, nhìn cái bà là mình ngủ gục quá, mình la cứ khơ lên cái bỏ giật mình đó. Hả, cái gì? Thấy không? Nên từ nơi đó mà nó bệnh đau như vậy đó, mà hừng hực cái tâm, các vị thấy chưa? Nó còn cái người mà bị tiểu đường mà nó rớt từng cái lóng chân ra luôn, rớt từng khúc lóng chân ra, rớt từ nó chơ nguyên cái bàn chân luôn, lấy cái khăn bó lại. Nhưng Đức nói đây là cảnh tỉnh mạng vô thường, nghe chưa? Bà muốn giảng sanh không? Bây giờ bà không muốn giảng sanh thì nó chết nó đọa lạc. Bây giờ bà quyết chí bà giảng sanh, cái thân này bà xả nghe chưa? Xả cái thân. Bà còn tiền không? Còn tiền đưa đây. chứ sao bây giờ bà muốn giảng sanh, bà ở đây bà giữ tiền chi à? Dạ thưa thầy, còn một cái với 50 triệu. Bà để làm gì? Khi con chết nhờ thầy lo hậu sự cho con. Nó thôi bà xưa quá, bà không nghe những Đức nói hả? Con từ khi bệnh vô đây nằm luôn, chưa được nghe nhiều. Bây giờ hôm nay nói cho bà nghe, tới bà chết những Đức lo. Còn bây giờ cúng Tam Bảo. Xả. Xả đâu thầy? Xả vô thùng Tam Bảo chứ xả đâu. mấy cô đẩy bà ra cái thùng Tam Bảo, bà bỏ vô. Nó bà phát nguyện, bây giờ con còn có nhiêu đây, bỏ thùng Tam Bảo chơi cúng vô Tam Bảo. Nó con không còn một cái gì, con chỉ còn cái mạng này, quyết chí chỉ có một con đường là về cực lạc thôi. Còn bao nhiêu sự việc sau này để cho thầy Đức lo. Rồi bà phát nguyện gì xong bỏ thùng Tam Bảo nghe. Rồi bà nghe lời, bà ra còn có mấy chục triệu với cây vàng, cái rẹt vô thùng Tam Bảo luôn. Rồi xong bà về bà đâu còn cái gì nữa đâu. Thì biết rằng lúc trước còn tiền nào là bà muốn uống nào nước yến, muốn uống cái này uống cái kia. Những Đức nói bà xả vô đi. Rồi con thèm mấy đó làm sao thầy? Bà bỏ vô đi rồi tính sao? Bỏ vô xong một cái nói chuyện thêm một đoạn nữa, tự nhiên nghỉ uống nước yến luôn. Tại vì sao? Không còn tiền sao đòi uống. Vì coi á, nó không còn dính mắt nữa. Tại vì cái kinh nghiệm rồi. Ngày xưa ở trên kia hộ niệm, trời có cái bà đó bà ghiền cà phê. Bởi vì những Đức nói cho vị nghe nha, mình là người tu hành, có thì dụng, có thôi, đừng có đặt ghiền. Bà đặt ghiền là kiểu là cặn tư nghiệp, là nguy hiểm dữ lắm, không có giỡn đâu. Cái bà uống cà phê, trời ơi, phải làm cái tao làm nè. Mấy ông hộ niệm nói, à, bà nói bông sen sắp đến. Ông cái lỡ đến gần hỏi, ô, cô, bộ hoặc ai đã đem bông sen đến hả? Cho thấy cái tay của cô, ngủ quá. Thì bắt đầu bà nói, ý nói là uống cà phê ghiền á. Bà làm gì nào, bà làm nè. Hôm nay, à, Phật A Di Đà dùng ống sen quấy vòng vòng. Bà nói, cái cuối cùng sao? Không có nói được. Đưa cái viết tấm giấy đây. Bà viết ra, thèm cà phê. Ghê chưa? Không. Nên cái người tu đạo của mình là tuyệt đối nó không có một cái môn ghiền. Mà có thì dùng chơi vậy thôi à. Có đồ đẹp bằng đồ đẹp, có đồ cũ bằng đồ cũ. Giàu thì xài tiền chơi vậy thôi, rồi tu phước tu duyên vậy thôi, chứ không có chấp của cải vật chất. Có chồng đẹp thì sống với chồng đẹp, có chồng xấu thì sống với chồng xấu, có vợ đẹp thì sống với vợ đẹp, mà có vợ ốm lùng thì sống với vợ ốm lùng. Không, nó chấp nhận hết trơn trong hoàn cảnh cuộc đời. Tại vì sao? Vì mình muốn giải thoát, hiểu không? Còn nếu như quý vị có cái ghiền, có chừng cặn tư nghiệp là trở ngại á. Nó trở ngại, ví dụ như ghiền mà ngày nào cũng uống miếng cà phê, rồi buồn ngủ quá uống miếng cà phê cho đỡ ngủ gục này kia đâu, à dùng một cái thứ gì để đỡ buồn ngủ đâu, phải không? Nó rồi quý vị cặn tư nghiệp là coi chừng á. Coi chừng cái thứ này nó mạnh, nó kéo quý vị đó. Mà nó chỉ cần mà kéo quý vị rồi là quý vị rớt cái chuyện giảng sanh liền của nó vòng vòng. Nên cái người niệm Phật á là rất dễ, nhưng mà cái gầy dựng tín nguyện là mạnh nhất. Giống như một đoạn đường cùng chạy đua,
cái người niệm Phật là phải chạy trước nhất thì cái người này vãng sanh. Còn tất cả những thứ kia là chạy phía sau, thì mình về cực lạc trước là mình giải thoát rồi đó, giải quyết xong. Còn nếu như cái người niệm Phật mà chạy phía sau, những cái thứ lục đạo luân hồi chạy phía trước, vì quý vị có niệm Phật nhiều cỡ nào thì cũng không vãng sanh. Nên cái người niệm Phật đó, tổ sư nó là tín nguyện phải gầy dựng cho mạnh. Vậy thì chư hương linh sao? Hay là chiến sĩ chặn phong, những người chết chặn chưa siêu thoát, bây giờ về đây, bây giờ quý vị muốn giải thoát thì làm sao? Buông xuống cái tâm mà quán hận, giữ đất nước rồi bắn nhau buông đi, đừng có cái tâm đó nữa, buông xuống. Rồi bây giờ mỗi ngày niệm Phật, rồi rủ tất cả những người hương linh niệm Phật chung, thấy không? Hoặc là nương tựa vô đây nè, về đây cùng niệm Phật chung, vậy thôi. Rồi bắt đầu là hướng về cái thế giới cực lạc, nương một bổn nguyện Di Đà, không còn cái tâm hận thù gì nữa cả. Thí dụ như giờ mình giết lính Mỹ đi, bây giờ lính Mỹ nó còn ở đây, linh hồn nó chưa siêu, nó còn ở đây, thí dụ đi. Bây giờ mình cô hồn mình cũng bất vơ bất vưởng, thì mình gặp nó vậy mình cũng canh canh nó, để hai bên nói là kẻ thù, thì chỉ cần còn cái tâm đó là không siêu thoát. Còn cái tâm đó là cái thân chung ấm, nó cứ dính hoài cái tâm là bên kia kìa là kẻ thù kìa, bên đây là bên tao nè, rồi là xong, là nó làm cô hồn bất vơ bất vưởng hoài không siêu luôn. Bây giờ là phải buông xuống cái tâm đó, rồi nương vô một đạo tràng tu, rồi nương vô bổn nguyện Di Đà, rồi quyết tâm niệm Phật, buông xuống tâm hận thù, thì tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn vãng sanh. Đó. Nguyên lý là như vậy đó. Nó rồi cái phương tiện là cúng đồ ăn này là phương tiện thôi, chứ có ăn được đâu. Ngửi mùi hương vị ha. Chư hương linh người ta hưởng được cái hương vị. Nên một cái đạo tràng đông người gì mà cúng người ta hưởng cái hương vị là lâu lắm, người ta mới đói nữa. Rất lâu người ta mới đói nữa. Tại vì cái công phu mà cúng cho người ta là ta hưởng rất là lớn. Còn cái đạt của cái nương vào luôn á, cái đức hạnh của một con người thiệt là lớn, như hạng như thí dụ như một người cúng mà như Chí Công Hòa Thượng vậy đó ha. Mà cúng một phát thôi vậy mà giúp siêu độ cho vợ của vua Lương Võ Đế được giải thoát luôn quý vị. Ghê chưa? Nhưng mà một bậc Bồ Tát luôn mà cúng mà siêu độ nha, thì có giải thoát đi chăng nữa cũng đến đó. Cung chờ đau lợi à, tới cung chờ đau lợi là rồi. Rồi tiếp tục tu nữa mới tiến, còn không tu nó cũng rớt luôn. Nên từ nơi đó mà cái việc mà giải thoát chuẩn xác nhất chỉ có nương vào bổn nguyện niệm Phật. Chỉ đúng nương vào bổn nguyện niệm Phật để niệm Phật được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là việc này là việc cực kỳ quan trọng nhất. Nên cái việc mà chúng ta đi về chùa vừa người sống mình được nghe nè, mà vừa người chết được nghe nè, rồi chư hương linh thai nhi đồng lắm. Đại lão ở Thượng Tịnh Không người nói bây giờ là cái nghiệp phá thai nhiều lắm, nó đầy dẫy luôn, nhất là sinh viên đi học nó. Nếu mà từ khi còn nhỏ mà nó nghe được thì đỡ, còn nếu mà nó không biết được thì cái tuổi đó nó nghĩ rằng bây giờ mang thai một cái là nó đi vô cái chỗ phá thai quá dễ. Bây giờ mà quý vị biết người ta mở ra cái nơi phá thai nó nhiều lắm, có những nơi mà nó thành một cái tập thể mở ra luôn, gọi là tư nhân, người ta mở ra nheo nhóc, người ta còn quảng cáo đó chứ. Phá thai dễ lắm, khỏe vô cùng. Phá thai giống như ăn một cái kem lạnh, nó giới thiệu mình phái luôn á. Thì cái lúc cái tuổi tôi trẻ này mà quý vị nó hứng thú mà, thì bắt đầu là lỡ nó mang thai để đi phá thai, mà phá thai một lần nó quen, mai mốt nó tiếp tục mang thai. Mà thường là những người phá thai là nó cứ mang thai hoài à. Cái người mà mang thai mà phá thai nó mang thai liền liền vậy đó, nó lạ thai là mang thai liền liền vậy đó. Còn cái người mà ta không có con, người ta cầu con là nó lại không có con. Mà cái người mà ăn dụng á là tự nhiên nó dễ mang thai, nó lạ như vậy đó. Có những người mà nói rằng tự nhiên á, gần gũi đàn ông cái là mang thai đi phá, gần gũi đàn ông cái mang thai đi phá, giết mà gặp đàn ông sợ luôn á, mà sợ rồi giết từ từ cũng phải dính nữa. Nên từ nơi đó mà nó phá thai quá nhiều, mà cái việc phá thai này nó tạo thành một cái quán khí cực kỳ mạnh. Mà đại lão và tụi tôi không mà giảng thiết thì nói rằng cái quán khí của cái việc mà hương linh phá thai á, nó giống như nó muốn bao trùm trời đất là gì đó. Tuy là một hương linh nhỏ nhưng do quá đông quá nhiều nên tạo thành một cái lực lượng cực kỳ lớn để làm cho xoay chuyển cái càn khôn vũ trụ này, và bốn mùa xuân hạ thu đông bị thay đổi thất thường, là chư hương linh họ có cái quay lực mà họ chỉ xoay được luôn. Cái nghiệp duyên quá mạnh như vậy, cái nghiệp duyên quá mạnh nó, mà cái phước duyên thì quá yếu, nên cái nghiệp duyên ác duyên nó mạnh quá nên nó chuyển xoay, nó làm cho thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão rồi. Nó nghĩa là thay đổi thất thường hết đi. Con người ta nó sẽ khổ, vô cùng khổ là do gì? Cái nghiệp sát mà ra. Mà cái nghiệp sát là từ ngay cái nghiệp phá thai mạnh nhất. Rồi kế đó là gì? Con người ta ăn thịt chúng sanh đáng sợ quá. Nó ăn dữ quá quý vị ơi. Quý vị coi á, giống như
coi một cái đoạn mà ở bên Trung Quốc á, mà mấy đứa con gái trẻ trẻ không nghe, mà bên Vũ Hán á, con gái trẻ mà nó ăn cái kiểu này nè quý vị, con chuột con mới đẻ nó hói à, bắt đầu là nó bỏ bồ tọt vào vậy, trên cái dĩa, xong mấy con chuột nó để lên trên cái dĩa gì nè, mà sống nè, mà chuột mới đẻ đó hói ruột gan lòng thòng bên trong. Vậy mình lấy đũa nó gấp con chuột con, cái nó chấm vô bồ tạc đó, nó bỏ vô miệng làm nè, ăn chuột con. Mà con gái nó ăn gì đó, ăn còn sống vậy. Còn ở Việt Nam mình như đứa coi rõ ràng luôn, mấy cái ông nhậu mà đây là người dân tộc nha, cũng người Việt Nam mà nó ở gần dân tộc á, quý vị biết rằng chuột á mà mấy ổng ăn không phải chuột con, mà ổng ăn chuột có lông. Con chuột mà nó bự lớn hơn cái ngón tay cái của những đứa, thì nó có lông lá, nó chạy tan 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 vậy đó. Vậy mà mấy ổng gấp, mấy ổng chấm vào nước mắm, mấy ổng cắn ngay cái đầu. Ừ, cái chuột nó đuôi nó nhanh như này, chân nó nhanh nhanh nó cắn như cái đầu nó. Rồi nó ăn cá mà cá linh sống quý vị, bỏ vô nguyên một cái thao sống nguyên vẹn luôn, là nó cầm cá linh con bự 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 bằng ngón chân cái, nó cắn ăn đầu, ăn sống ngay, gớp ăn. Đây là coi rõ ràng luôn nè, nó coi 100% luôn quý vị coi. Tại sao kiếp nạn nhân sinh như vậy? Do nghiệp sát mà ra. Con người quá tàn bạo, giết chúng sanh quá tàn bạo. Rồi bây giờ nó mở ra những cái cổ máy mà sát sanh cực kỳ nhanh luôn, sát sanh cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ con người càng ngày nó càng phát minh ra những cái cổ máy sát sanh cực kỳ nhanh. Ngày xưa con gà đúng không, mình đạp hai cái chân mình cắt từng con thần, một ngày cắt còn lâu đúng không. Bây giờ nó chỉ cần bỏ con gà vào trong một cái máy, ra con gà. Quý vị con nó sát sanh mà kinh khủng như vậy, nó trở thành một cái tư tưởng suy nghĩ về sát sanh để kiếm tiền. Nên từ nơi đó mà cái nghiệp sát nó cực kỳ mạnh như vậy. Thì quý vị coi nghiệp sát là từ đâu ra, là tâm ác kiếm tiền kiếm vật chất sanh ra nghiệp sát. Từ cái nghiệp sát này tạo ra kiếp nạn nhân sinh. Nên Ấn Tổ ngài nói một câu: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người ngồi ở đây nghe, cố gắng phát tâm ăn chay trường đi quý vị. Những đức nói đi học đi gì cũng vậy, chứ ăn chay trường đi. Ăn chay trường nó không có ốm đâu. Ốm đâu mà ốm, thiếu chất dinh dưỡng đâu mà thiếu. Chùa mình mà mấy cô bảy mấy ký đâu không kìa, thiếu đâu mà thiếu. Nó nhìn mấy cô mình có ai ốm không? Trời, nhìn có mấy cô ở ngoài đời vô còn ốm hơn mấy cô mình, thình còn nhìn còn xanh xao dần giọt hơn. Mấy cô mình ăn chay không, nó làm gì cả ngày cùi cùi á, làm quá trời luôn, thấy không? Vác đá vác đất đồ, nó cầm cái sạn bự kinh khủng luôn, nó xào đồ ăn, nó đứng nó xào còn hơn là kiếm hiệp đứng mà nó dọn con liên hờ nhẵn á, dịu nhẵn á. Rồi mấy đứa mà nó phụ chung, nó cầm cái sạn bự vậy nè, đứng ngay cái chảo làm nè, xào trời ơi mà kinh khủng luôn á, yếu không? Làm cả ngày luôn á. Làm việc là sáng mở mắt ra là 3 giờ mấy thức dậy là bắt đầu mồi lửa, bắt đầu nấu. Nấu như vậy mà bây giờ tiếp tục, bây giờ nấu tiếp tục. Vậy mà tới giờ ăn cơm nghe, phải ăn trước quý vị, đang phục vụ quý vị tiếp tục nữa. Thì quý vị biết rằng là bắt đầu là giờ này gì nè, sắp sửa mấy bà ăn cơm nè. 10 giờ nó ăn cơm. Thì bắt đầu mỗi đứa nó bớt một cái tô, cầm một cái tô ra xúc cơm một phát nha, bỏ đồ hũ vô, cầm thêm trái chuối nữa, múc cơm bỏ vô miệng ăn trái chuối kia, khí thế luôn vậy coi. Làm việc mệt nhọc ăn chay bình thường thôi vậy coi, mà ăn ngon ăn liềm liềm, chị em ngồi bên nhau ăn uống vui vẻ, nói vậy coi cái tâm trạng vui. Nó tất cả các cụ trong chùa gì ăn chay với làm gì, vì mà mập mạp vui vẻ như đức nó bảo đảm 100% ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng. Khi một con người mà phát tâm từ bi, khi một con người mà nghĩ rằng mình muốn sống và tất cả con vật đều muốn sống, thì nhất định quý vị sẽ không bao giờ dám ăn thịt chúng sanh. Vì chính bản thân mình, thí dụ như bị một con cọp vượt mình mà mình bò lê bì bò lết, mình chạy trời ơi mình kêu ba ô má ô cọp ăn thịt con, trời ơi cứu con, nó cắn con người kia cứu con, quý vị lúc đó quý vị nghĩ nó thật sự mà nói, nó tiểu trong quần, nó đi ra phân luôn. Sợ đến mức mà người ta chuẩn bị giết mình, mà nó sợ đến mức gì quý vị không? Như vậy thì quý vị nghĩ đi, một con gà, một con heo, một con trâu, một con bò mà chuẩn bị mình giết nó, quý vị biết là nhiều người mà mằng chó quý vị thấy rõ ràng không? Phải con chó chảy nước mắt không?
Nhiều người chuẩn bị mà kéo con bò vào lò mổ, phải là con bò chảy nước mắt không? Cái sự sợ hãi của nó, mà khi mình chuẩn bị giết nó kêu nó sợ, nó kêu lên, quý vị coi kinh khủng như vậy. Mà con người vì miếng ăn, chúng ta quên mất tiêu đi cái việc mà mình cũng muốn sống. Mình chỉ muốn ăn thịt chúng sanh để mà mình đoản mạng, mình để nuôi thân mình thôi. Vì mà những con người ham ăn hút uống thì nói vật dưỡng nhơ. Vậy coi á, mà câu này từ xưa giờ để lại luôn. Chữ này chữ cá đám luôn à, nhỏ mà cũng hổn ác đạn. Nên gọi là gì? Vật dưỡng nhân là câu này là cái câu tội lỗi đó quý vị. Phải đoạn cái câu này để cho người sau đừng, cái người đi trước đừng có bị mang tội nữa. Đoạn cái câu này đi, đừng có dùng cái câu vật dưỡng nhân nghe, nó không đúng đâu. Vậy thì nói người ta dưỡng cọp được không? Nếu nói vật dưỡng nhân người ta dưỡng cọp, quý vị chịu không? Không lẽ bây giờ mình nói tôi muốn sống, vậy con vật cũng muốn sống. Nguyên lý là như vậy. Tại sao dùng cái câu vật dưỡng nhân? Nên nhà của mình mà làm đám dỗ mà làm chay, tự nhiên bây giờ anh em bạn bè tự nhiên đến cái nói hồng. Nhà lâu lâu mới đám dỗ ông bà cha mẹ, anh em bạn bè về đây ngồi nhậu nhẹt ăn miếng thịt. Mày làm chay hết trơn anh em ai mà đi về. Mày làm cái kiểu này giết không ai chơi với mày hết trơn. Mình nói thôi 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 thôi, chúng ta muốn ăn nhậu muốn chơi cái gì thì mua những ngày khác đi. Còn ngày đám dỗ cha mẹ tôi thấy tôi lúc mà cha mẹ tôi còn sống tôi không có báo hiếu được bao nhiêu. Bây giờ tôi nghe đạo tôi hiểu rồi, thôi tôi cũng làm cái gì đó để tôi cầu siêu cho cha mẹ của tôi. Bây giờ anh em bạn bè giúp giùm tôi cái việc này đi. Trách tôi chịu, nhưng mà cái ngày cha mẹ tôi mất hoặc là đám dỗ hay là mặn từng thắt tôi làm chay hết trơn à. Nếu anh em nghĩ đây là tình bạn thì cái việc không lẽ vì miếng ăn sao? Vì tình bạn thì mình cùng với nhau để mà mình làm cái việc lợi ích cho gia đình chứ. Còn nếu như mà anh em mà chơi trách tôi thì thôi tôi chịu thôi, chứ bây giờ việc tôi làm là tôi phải làm thôi. Con người nó phải như vậy đó. Thì tức khắc mình tích lọc những cái dạng bạn tào lao đi mất tiêu. Còn cái dạng bạn đàng hoàng có đạo đức đến với mình. Quý vị coi con người vì miếng ăn à, tự nhiên mình làm chay cái họ không đến nhà mình nữa. Vậy thì khỏe. Khỏe, nấu ít làng chút, đỡ tốn tiền. Rồi tự nhiên mình đi vì họ, những con người gì nó đâu có đạo đức gì đâu. Nếu con người mà ta có đạo đức thì ai mà vì miếng ăn mà ta nói kỳ cục vậy. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mình ăn không phải là tồi tàn thật sự đó quý vị à. Ăn thì ăn đúng, ăn đàng hoàng thì nó đúng. Còn cái kiểu mà mình đến mà mình đòi ăn, đòi uống tầm bậy tầm bạ là miếng ăn là miếng tồi tàn, đúng không? Nên từ nơi đó mình bây giờ nghe đạo quý vị phải mạnh dạn đi. Cái chuyện ông bà cha mẹ mình đang đọa lạc chưa được siêu kìa, chúng ta mỗi năm còn bỏ xuống thêm nữa thì làm sao được đây? Nó bây giờ quý vị nghe rất là rõ ràng rồi đó. Bây giờ tại sao mà chúng con ăn mà cha mẹ chúng con chịu? Thì tại do cái đám dỗ này mà làm mặn. Cái nguồn gốc là do cái đám dỗ này. Còn vậy thì tại sao hôm nay mà chúng con tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường mà có phước thì cũng do tại cái đám dỗ này mà có ngày nay. Vậy thì cái người mắc này chết đi mà tại sao niệm Phật này kia đồ, vậy mà người chết được siêu thoát thì cũng do tại ngày này họ chết. Mà mình làm cái chuyện này cho họ. Rồi nhiều người tập trung về niệm Phật, rồi nhờ cái tâm mình đến ông bà cha mẹ vậy mà mình có phước luôn. Có nghĩa là cái phước duyên á là tự nhiên nó đi theo song song với nhau, là do cái tâm mà sanh ra. Nên á, chúng ta mà nghe đạo rồi chúng ta sẽ hiểu. Hiểu rồi thì chúng ta chân thật chúng ta làm những việc mà lợi cho ông bà cha mẹ thăng bằng quyến thuộc. Đúng không? Các vị thấy cái bài học không? Người chết thì đã rồi, chúng ta phải làm gì để giúp họ, không phải là mỗi ngày sầu não. Cái này là cái câu này thôi chứ nhiều người dính lắm nè. Lúc cha mẹ còn sống thì không có quan tâm đâu, không có gần gũi đâu, lo đi kiếm tiền, lo cũng làm giàu được không à. Vậy mà khi chết rồi á, bắt đầu là gì? Khóc. Khóc dữ lắm. Có được giải quyết được vấn đề gì đâu. Không giải quyết được cái gì cả. Thôi chúng ta xác thực nhất đi. Bây giờ cha mẹ còn sống, bây giờ nếu mình ở nhà thì mình chăn thật phụng dưỡng cha mẹ. Còn nếu như bây giờ mình biết đạo, mình dẫn dắt cha mẹ biết tu. Và những đức thấy trong đây có nhiều người, người ta đưa cha mẹ vô chùa tu được rồi đó. Chúc mừng quý vị. Quý vị làm được cái việc lớn lao trong cuộc đời. Còn nếu như cha mẹ mà yếu, già thì mình vô mình phụng dưỡng luôn. Tại già yếu mình phụng dưỡng luôn. Còn cha mẹ còn đi được khỏe mạnh, để cho cha mẹ để tu luôn. Dẫn dắt cho cha mẹ vô đây tu luôn. Mà cũng là đủ duyên cái lắm đó nha. Làm được việc này là tự nhiên lương tâm mới bị thoải mái lắm. Đâu phải mình có cái tâm mà mình đẩy cha mẹ mà mình không nuôi. Đâu phải có cái tâm này là tội á nha. Có tâm mà đẩy cha mẹ không nuôi là có tội á.
Cái tội là ngay cái tâm mình sanh ra thôi. Còn bây giờ mình mong, mình muốn cho cha mẹ mình biết đạo để tu hành, được giải thoát, vì chẳng có cái tâm này là có phước đức liền. Còn ai có nói vì cái gì kệ họ. Chỉ cần quý vị có cái tâm là giúp cha mẹ thôi là quý vị có phước. Còn nếu như quý vị có cái tâm mà ép buộc cha mẹ, để đẩy cha mẹ đi mình khỏi nuôi thì có tội. Nhưng mà cái nhân của họ nghe đạo tu thì họ được giải thoát là cái chuyện của họ. Nhưng mà cái tâm quý vị có cái tâm đó là có tội, vì tội bất hiếu. Hiểu không? Nên cái phước cái tội á, là do cái tâm mình sinh ra làm sao. Mình sinh ra làm sao mình hỏi lại đi. Hiểu không? Đó, nên thí dụ như giờ cha mẹ đang ở trong chùa, mình cũng tới lui, mình thăm lơ, mình hỏi han, mình động viên hết lòng hết dạ vậy thôi. Mình làm hết lòng hết dạ. Rồi mình cũng tới lui, mình tu hành luôn, cái tâm gì nó đặc biệt lắm quý vị. Chứ không phải đem vô một cái rồi mất tích luôn. Cái này cũng thiếu sót nữa. Đem vô một cái mất tích luôn là thiếu sót rồi. Hiểu không? Đó, nên những việc những đức làm, những đức nói rất là rõ ràng quý vị à. Rất là rõ ràng để mình sống trong cái cuộc đời này á, ít gì mình cũng làm những việc nó có lợi ích trong cái cuộc đời này. Lúc này đi về đây tu đông, nhưng mà như bữa nay nè, như hôm qua là quý vị kẹt rồi đó. Như hôm qua là cả ngày mưa luôn quý vị. Mưa hôm qua cả ngày luôn đó. Mưa từ sáng tới tối, tới khuya còn mưa nữa đó. Vậy mà bữa nay mát, Phật gia hộ hôm nay mát. Chứ gặp mà bữa nay mà mưa nó không biết ngồi đâu ăn cơm. Vì coi có nhà có chút xíu, vì ngồi ghế này thôi, ngồi ghế xung quanh này thôi ha. Bây giờ mà nếu mà mưa như hôm qua mà chúng ta ngồi đâu ăn cơm đây, nó cũng có thôi, gì đâu không có chỗ, nó lên chánh điện nó ngồi thôi còn ngon đúng không, cái gì đâu mà không được. Nó rồi xong bữa nay á, mình nghe pháp mình niệm Phật xong hết trơn, bắt đầu là gì, ăn cơm xong lên đây ngủ, lên đây nằm đây ngủ, bắt quạt lên ngủ, nằm tràn lan đại hải để ngủ, đúng không? Nó nên từ nơi đó mình nằm mình cứ quay chân qua lại nhau vậy nè, nằm xúp lớp vậy nè, chứ đừng có mà nằm mà quay đầu ra ngoài cổng mà quay chân vô Phật coi nó kỳ kỳ đúng không. Thôi mình nằm ngang ngang gì đi đúng không, nằm sắp hàng hàng mình nằm đi, nằm thoải mái không có gì cả. Nói Phật ơi, bây giờ con về chùa mà chùa không có chỗ ở thì con lên chánh điện con nằm kế Phật, Phật thông cảm, nghe Phật nói tốt con. Nên đi niệm Phật mà có gì đâu con, ta thì không có gì đâu đúng không. Nó có những người nó trời ơi vô chánh điện nằm ngủ tội chết á, nó tội không biết tội gì nữa, vô chánh điện ngủ mà cũng tội nữa. Nó có nhiều người tu mình á, đụng cái gì cũng tội chứ nha, giết là nó thành cái tâm tội luôn vậy đó. Lạ lắm, cái thứ gì cũng tội chứ nha, đi đến chùa ăn cũng tội, thiếu nợ à, rồi cổ của tam bảo mà đem về mang nợ chết luôn. Chắc mấy ông thầy chùa chắc nợ lúc đầu quá. Ông ăn đồ trong chùa không đó chắc tội lúc đầu đó, đúng không? Nói tóm lại là con người có phước lắm mới được ăn của tam bảo, chứ không có phước ăn vô nó cũng ói ra nữa. Chứ đừng có nói giỡn, trời quý vị nói cái người xuất gia quý vị nói người ta là phước lắm, người ta mới là cạo đầu xuất gia. Gần quý vị coi giống như bây giờ ở ngoài đời đi, bây giờ mấy cái người mà đi xin ăn, quý vị cầm tiền nha, có những người mình người thấy người đi xin ăn cầm cái bát liền vô cái bát cái bớt. À, nè cho mày nè, có những người ta cho vậy mà. Nhưng quý vị có ai thấy mà quý vị mà đi đưa tiền cho người xuất gia, quý vị đưa tiền quý vị nói nè cho mày nè thầy chùa, không thấy cái kiểu cho này luôn. Cái người mà cho vậy là cái người này cái như là hết xài, hành động nó hết xài, nghĩa là không biết một cái thứ gì luôn mới làm gì, hiểu không? Người ta gặp người xuất gia, người ta đến người ta tặng tiền, người ta đều là có một cái tâm cung kính, người ta cúng dường cho thầy. Dạ con cúng dường cho thầy. Ví dụ như bữa nay lễ lọc chư tăng duy ni về đây tu, quý vị ngồi trong đây có ai chút khi tu xong lễ Phật xong á, ngồi đây quý vị ai muốn cúng dường chư tăng duy ni, kể quý vị biết rằng bây giờ người xuất gia bây giờ đi xe cũng đổ xăng, chứ có quy định nào của nhà nước đưa ra mà bây giờ người xuất gia đi xe không đủ xăng không, lên xe viết khỏi lấy tiền không, đi máy bay khỏi mua vé không? Không có. Người xuất gia cũng phải bỏ tiền mua hết trơn quý vị. Nên vậy thì bây giờ người tu cũng phải sử dụng tiền. Thì thôi bây giờ quý thầy quý sư cô đi tu thì thôi mình cúng dường được cái gì mình hỗ trợ mình cúng dường. Mình cúng dường cho đệ tử của Phật, mình có cái tâm vậy thôi. Còn cái việc người ta kệ người ta, còn mình chỉ cần có một cái tâm vậy thôi là mình có phúc đức của mình rồi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà bây giờ mà nói cái người tu mà nó tứ đại giai không, cái không là do cái tâm không dính mắc thôi. Còn dính hay không là kệ mình.
Ai mà biết được cái tâm trong đó mình nghĩ cái gì ở bên trong, hiểu không? Chứ bây giờ mà nói người tu là tứ đại dây không, tứ đại dây không có ăn cơm không? Có. Có bận đồ không? Có. Có ngủ không? Có. Có đội nón không? Có. Có mang dép không? Có. Có đi xe Honda không? Có. Có quen bạn bè không? Có. Vậy sao tứ đại dây không? Nó không là cái tâm của mình. Tất cả những cảnh duyên đó mình quan sát, mình sống, mình gần gũi để mà hỗ trợ trong cuộc đời. Nhưng mà tâm mình á, khi được mắt mình không bị dính mắt, đó là không. Chứ đâu phải là không là nó không có gì, hiểu không? Nên từ nơi đó chúng ta phải hiểu. Nên đừng có đặt vấn đề cao quá, chung chung thôi. Bây giờ mà cao quá không ai tu nổi đâu quý vị à. Nên á, những sự việc những đức chia sẻ đây nè, quý vị có thể tu được. Vì sao? Vì cái pháp môn tịnh độ này nó áp dụng trong tất cả mỗi một con người. Ví dụ như giờ này mình đang ngồi để chia sẻ Phật pháp mấy đứa con nít dưới đang niệm Phật lễ Phật á, những đứa nói chuyện mười mấy phút nó nghe, xong nó niệm Phật 10 phút nó lễ Phật nửa tiếng ở dưới á, là ngày nay nít cũng tu được 4 thờ luôn. Bây giờ quý vị tính đi, con nít này nó không tu 4 thờ vì nó chạy vòng vòng chùa nó la âm sùm. Nên sắp ra cho nó tu 4 thờ luôn thì nó tu xong rồi tự nhiên lạ lắm, nó vui lắm, nó không có la âm sùm. Tại vì nó lên nó niệm Phật nó la âm sùm rồi nó còn hơi đâu mà nó đi la khơ khơ ngoài vòng vòng chùa nữa. Thì coi á, có cách hết trơn chứ không có cách đâu. Nhưng mà do gì nhiều đứa con nít nó tập trung vô nó tu thì mấy đứa con nít kia mà chạy mình thì không chạy được, thì phải kéo cái đứa nít kia vô tu luôn. Nên á, là cái lực chúng là nó kéo vậy đó. Nó thấy nhiều đứa con nít lễ Phật được, không gian không lẽ giờ mình chạy vòng vòng mình la làm chi. Nên nó bị người ta dẫn nó vô bên trong chánh điện nó tu luôn. Nên từ nơi đó mà quý vị đi tu mà dẫn con cháu theo á, nhớ nè, kệ. Người ta sắp xếp làm sao kệ, miễn sao nó vô nó tu được rồi thôi à. Người ta có la gầy nó kệ, miễn làm sao nó tu được rồi thôi à. Con của mình á, đừng bao giờ thương mà mình không muốn người ta la gầy con mình. Một con người á, mà bị la, bị gầy, bị trách, bị mắng như vậy thì con người này nó mới trưởng thành, nó mới trưởng thành được. Còn nếu như bây giờ mà đứa con mình mà mình không muốn ai nói tới con mình thì con mình khó trưởng thành lắm. Những đứa từ khi còn nhỏ là bị la, bị gầy tới lớn luôn á, đi làm bị chửi, bị mắng, kiếm miếng cơm ăn đỏ con mắt. Nên từ nơi đó nó mới trưởng thành nè, nó biết được nhiều thứ. Nên nhà Đức nói rằng con nít cần phải được sự rèn luyện. Nên chùa mình có 5-6 đứa nhỏ nó vô đây nó ở tu luôn lớp đệ tử quy á, nó vô trong cái mùa dịch xong nó ở luôn tới bây giờ và nó quyết tâm nghỉ học, nó tu luôn rồi. Hôm nay nó cạo đầu chọc lóc luôn rồi. 6 đứa gái còn nhỏ đó. Thì quý vị biết rằng á, là nhà Đức giao cho cô Viên Nhật á, mà cô Viên Nhật này thì những Đức thấy cổ có tâm. Thêm một cái nữa là cổ chịu la mấy đứa này. Nhưng mà cái ban đầu mới vô này phải càng la. Rồi mình phía sau mình mới thương nó được. Mình thương nó một chút để cho bà la nó. Rồi mình mới phiên nó thành công, muốn thành công phải bị la nghe con. Bà la nó, bà bụp nó. Ví dụ như nó ngồi nó ăn cơm này kia rồi thì nó nhìn chú này chú kia là bà Biên Nhật bỏ quay qua bà làm nè. Là nó gục cái đầu xuống rồi. Nó nói quý vị thấy phải lỡ tao. Nếu mà không có bà thì nó tha hồ, nó giáo giác, thấy không? Nhờ có cái bà này bà ngồi kế bên, nó mà móng gì cái bà làm nè. Mà quý vị biết rồi, bà Biên Nhật con mắt của bà nó mắt xéo, môi bà môi mỏng nữa, thấy không? Chân mày bà thì xăm nữa. Thì coi á, thì bà nhìn nó một cái nó sợ. Mà bà rất là có cái tâm. Mà người không hiểu á thì nói rằng bà sao bà ưa la con cái người ta quá. Nhưng mà bây giờ con nít mà không được gầy la, không được dạy bảo thì sao nên, hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị nghe cái câu mà con hư tại mẹ, cháu hư tại bà đó đàn không? Tại dung dưỡng mà hư. Nên bây giờ phải cằn để cho cái người mà nó có bản lãnh, nó la, nó gầy. Nên giống như mấy đứa nhỏ đến chùa bà Biên Nhật bất kêu vô lễ Phật, không biết bà có cái quy gì bất kêu nó lễ lên lễ Phật à, không có dám. Thì thôi kệ, cái bà này làm được mình giáo, hiểu không? Nhưng mà bà có cái một hai câu nói, bà nói bà làm cho cha mẹ người ta không đồng tình, không vừa ý nha, không vừa ý cái hành động của bà thôi. Nhưng mà bà là bà bắt nó tu được lạ thai, mà bà bụp nó kinh liệt luôn. Vì mình chỉ cần nói vài câu vậy mà nó có trọng lượng. Nó có trọng lượng. Và mình nên động viên con mình là như thế nào. Bây giờ mẹ hỏi con, ba hỏi con nè, cô Biên Nhật cổ la các con vậy đó, cổ có lấy tiền các con không? Dạ không. Vậy thì la vậy có hao hơi tổn sức không? Dạ có. Vậy bà la làm chi vậy? Bà vì con, bà vì con mà bà làm gì?
chứ bà có được cái gì đâu, con có cho tiền không? Dạ không. Con có cho bánh không? Không. Vì bà canh con mới đi vòng vòng bà coi con nhìn ngó ai con giỡn hết thằng bậy thằng bạ là bà gầy liền. Vì bà vì ai à? Dạ vì con. Đúng rồi, bà vì con thì sao con trách bà? Con không được trách bà mà con phải cảm ơn bà. Nên những đứa có biết sao những đứa nói như vậy đó, nên nó mới đi theo bà. Cuối cùng thì sáu đứa này bây giờ nó được khung rồi đó quý vị. Nó tương đối á. Nên từ từ cứ cái đà vậy sao nó lớn lên chút là mỗi đứa là trong chùa nó đều làm được việc là nuôi các cụ già cũng được, quét chùa cũng được, phụ bếp cũng được, lau bàn cũng được. Vì sao? Trải qua thời gian được rèn luyện. Còn nếu như không có một người cứng cỏi mà rèn nó đó nghe, sau này nó không nên đâu quý vị à. Nó không có nên đâu, như cuộc đời những đức rõ ràng luôn nè. Nên đức tường thường kể quý vị, trời ơi đi làm mà bị chửi đừng có nói nữa quý vị ơi. Đúng là đi kiếm tiền không đơn giản chút nào, bị chửi quá trời luôn. Nó nhờ như vậy mà trưởng thành luôn á. Nên những đức mong rằng những người trẻ mà đi về chùa mình á, con người mà muốn trưởng thành nó không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Mình phải được tiếp nhận giáo dục, con người nó phải siêng năng, con người phải nhìn nhận được cái sở học. Đối người tiếp vật thì nó mới thành công được. Nó nên á, quý vị nghe một buổi chia sẻ của những đức không, nó đầy đủ hết trơn à. Từ là cái chuyện cầu an, cầu siêu, rồi niệm Phật, rồi tu hành, rồi con cháu, nó đầy đủ hết trơn luôn. Cái người ngồi trong đây cái dạng nào người ta cũng có thể áp dụng được hết trơn, để người ta tu được hết trơn. Nên về đây người ta nghe như vậy rồi người ta thông tâm, rồi một chút khi niệm Phật thì chăng thật niệm. Bữa nay chúng ta lễ Phật không được rồi. Vì sao lễ? Lễ Phật cái này chắc có chuyện quá. Cái bà kia đụng vô cái mông bà nọ, cuối cùng cái bà phía trước té nguyên vàng té hết trơn. Thì chút hay sao thì chúng ta im gì luôn, đứng lên. Cái chúng ta niệm Phật chút, niệm Phật chút cái đầu chúng ta ngồi xuống lại. Cái chúng ta vô cái điều đi chung là niệm nửa tiếng. Niệm đi chung nửa tiếng xong chúng ta ra cung đĩa thực không sạch. Rồi vậy thì cũng tu được thôi. Những đức muốn thử cái này nè, để chi mai mốt mà đông quá đông mà cái điện trên với điện dưới mà kín hết trơn á, vì ngồi ngoài đâu có được đâu. Thì phải dùng phương pháp này để ngày Chủ nhật cộng tu thôi. Nó không lễ Phật mà vẫn có phương pháp tu được, và quý vị vẫn nghe pháp được luôn. Rồi cái phương pháp tu ở nhà là số 1, xác thực ở ngay gia đình. Còn đi đến đây là được bổ túc cái cách tu để gây dựng phương pháp tu. Nhớ nghe, cuộc đời chúng ta mà được thân người mà không gặp pháp môn tịnh độ này là một đời vô nghĩa. Nên tất cả những người gặp pháp môn niệm Phật mà bỏ là vô nghĩa của cuộc đời. Nhớ nghe, nếu không được giải thoát thì đọa địa ngục. Nếu như quý vị không được giải thoát thì đọa địa ngục. Nhưng chỉ có đúng một phương pháp niệm Phật mới được giải thoát. Đúng không? Chỉ có đúng niệm Phật mới được giải thoát, nghe chưa? Dù cho gặp cái cảnh ngộ trở ngại gì, chồng đối xử tệ bạc cỡ nào, khổ đau nghèo nàn cỡ nào, bệnh đau cỡ nào, cũng quyết chí phải niệm Phật. Phải niệm Phật mới được. Chính những đức ở đây mà lo cho 800 người mà xây dựng chùa chiền cùng với hòa thượng, mà những đức nói trời ơi nếu không niệm Phật là cái đầu nó tung rồi, nó không có chịu nổi đâu quý vị ơi. Bây giờ cái ngôi chùa mới bắt đầu là nhận người rồi đó. Ngôi chùa mới là bắt đầu nhận người vô ở rồi đó, bắt đầu tiếp tục lo một ngôi chùa mới nữa nè. Mà ngôi chùa mới này nó ở 700-800 người trong ngôi chùa mới đó đó. Quý vị nghĩ thì tương lai 700-800 người ở đó, thì quý vị nghĩ 800 người mà 600-700 người nó ngàn mấy trăm người. Mà cái đầu những đức nó vẫn chịu được là nhờ cái gì? Niệm Phật. Nên quý vị chỉ cần siêng năng niệm Phật dễ lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ cần niệm Phật cái cách nào cũng được, chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi. Niệm làm sao mà niệm được là được rồi. Mà làm sao thích niệm, siêng niệm, chân thật niệm. Cứ niệm đi, niệm giết rồi khổ đau gì cũng bứt sạch. Không còn buồn giận ai hết chứ, thấy không? Cái kết luận quan trọng nè. Cái kết luận quan trọng là phải niệm Phật. Từ cầu an tới cầu siêu nè, rồi mình được siêu thoát là phải niệm Phật nè. Niệm cả đời không có được bỏ, nghe chưa? Dù là lâu lâu mới đi đến đây một lần mà ở nhà phải nghe hai buổi để mồi mỗi ngày, đừng có bỏ. Hồi từ đi không người nói ba ngày không nghe pháp Bồ Đề tâm lui sụp, phải nghe mỗi ngày hai buổi một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc. Phải nghe hai buổi đó chân thật mà nghe đi, chỗ ngày nào nó cũng mồi lửa cho quý vị. Sau này khi chúng ta không gặp nhau nữa đó thì quý vị cũng là tu được luôn, ở đâu vậy đi cũng giảng tịnh độ chứ, nghe hiểu không? Cuộc đời nó xoay chuyển ai mà biết được, trời nói trước đi. À, chúng ta bây giờ gặp nhau gì ai biết, mai mốt tự nhiên ngủ một đêm nghe chùa điện thoại ông Đức đi mất tiêu, không biết đi đâu mất tiêu à, ai biết được quý vị, công nhận không? Hoặc là đang sống bình thường gì tự nhiên nó chết bất đắc kỳ tử,
ai mà biết được chả. Trong cuộc đời này nó lạ lắm, như hồi đó như Đức nói không, mai mốt cái chừng quý vị không đến chùa được đó. Nhiều người nói trời sao thầy nói nghe buồn ghê, tự nhiên đi đến chùa vui đến ghê, bây giờ nói thầy nói không đi đến chùa được, ở nhà cũng phải gán tu. Nó nguyên mùa dịch, quý vị thấy rõ ràng không, nguyên mùa dịch có đi đến chùa được không? Rồi cuối cùng quý vị ở nhà tu đó, rõ ràng đúng không? Rồi giờ nhà Đức nói thêm câu nữa, xong rồi tự nhiên mai mốt rồi tự nhiên ông thầy nhà Đức ổng không hướng dẫn tu nữa, ngôi chùa này chưa chắc bây giờ có người nào đứng lên hướng dẫn cho vị tu nữa đâu. Rồi nó xây dòng chuyển tùm lum tùm la chứ. Đây là tôi nói ngừa thôi nghe. Trong cuộc đời này ngừa bệnh hơn chị bệnh, tôi nói ngừa trước chắc ăn. Thấy không? Có nghĩa là tự nhiên bây giờ nó không có người đứng ra để hướng dẫn, một con người đứng ra mạnh mẽ để quyết định, thì bắt đầu là tự nhiên nó tùm lum tùm la, nó thay đổi hết trơn. Nhưng quý vị phải nhớ cái câu nhà Đức nói là nắm câu vật hiệu này cho chắc, đừng có đổi cách này. Cái cách này mà quý vị đổi rồi quý vị không tìm ra cái cách nào đặc biệt hơn nữa đâu. Quý vị cứ giữ cái cách niệm Phật lễ Phật này và chân thật mà tu đi, thì tức khắc quý vị sẽ có kết quả ha. Người chết thì đã rồi, chúng ta phải làm gì xác thực nhất để giúp họ, chứ không phải là mỗi ngày chúng ta sầu não. Buồn khổ sầu não đâu có giải quyết được vấn đề. Giống như có một cái chú này ở dưới quê Nhận Đức, chú có hiếu với cha chú rất là lớn. Chú khi cha chú mất thì mỗi ngày chú cứ cúng cơm, mỗi buổi cúng cơm chú cứ kêu cha, cha về ăn cơm, cha về ăn cơm, cha cứ kêu suốt luôn, là thời gian hơn nửa năm kêu suốt vậy luôn. Người mẹ ra tu đây nè, thì người con trai đó thì ở nhà cứ là làm cái tâm là hiếu, là cứ kêu cha về ăn cơm vậy đó. Mà người cha về báo mộng cho một đứa con, nói thôi tao đi lên trên mẹ của nó để tao tu, chứ ở đây mỗi ngày tao cứ ngoài gốc cây ngoài trước tao cứ canh nó kêu tao ăn cơm hoài, suốt nửa năm nay khổ quá, cứ ngày nào cũng cứ ngồi ngoài gốc cây đợi chứ tới giờ nó kêu vô ăn cơm, bữa nào nó đi làm gì trễ thì cứ ngồi canh đó khổ quá, thôi tao đi lên trên chùa tao tu. Nhưng mà những Đức nghĩ việc này chắc chắn là có chứ không phải không có quý vị. Tại vì sao? Tướng do tâm sanh. Cái tâm mình nghĩ người ta như vậy và mình kêu người ta ăn cơm hoài, mà người ta thì chấp vào cái việc ăn uống đó, người ta không chịu hướng đến giải thoát. Nên trong chùa mình, thí dụ như bây giờ đi các cụ mắc đi, thì cúng cơm như có 3 ngày à, đó là cái lệ thôi, chứ điểm chính là các cụ niệm Phật. Thì cúng cơm có 3 ngày chén cơm trắng cái xíu à, điều lên cúng là niệm Phật, rồi xong rồi để chén cơm vậy thôi, rồi mỗi từng thắt niệm Phật hồi hướng vậy thôi. Rồi mình tưởng nhớ thì mỗi từng thắt con cháu đến cúng dường đại chúng thức ăn thức uống hay tu tạo phước duyên gì đó hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Rồi chính bản thân mình mỗi ngày phải tu nhân tích đức để hồi hướng, vậy thì nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Chứ không phải là mỗi ngày bây giờ mình hiếu với cha mẹ mình là mình bớn chán cơm rồi mình cứ kêu. Cái hiếu đó là cái hiếu thế gian, cái hiếu đó nó vẫn làm cho linh thức người ta khổ và đọa lạc hoài, hoặc trở thành cô hồn, hoặc là ma, là quỷ, cứ vất vơ vất vưởng hoài vậy đó. Vì biết rằng có những người người ta chết nhiều chục năm vậy mà lâu lâu người ta cứ nhập con cháu hoài, vì coi chỉ cần ai động đậy con cháu người ta là người ta nhập vô, người ta đòi bắt con cháu đi, có không? Có mà. Bây giờ nói ai xa lạ, ngày xưa như Đức mà còn nhỏ như Đức thấy rõ ràng là chính mẹ Nhân Đức kìa, chính là mẹ Nhân Đức á. Mỗi lần mà ba như Đức ổng nhậu về mà ổng rầy rà ổng chửi bà là bắt đầu tủ cô tủ gì nhập vô là đòi bắt bà đi. Đó là chính còn nhỏ Đức thấy hoài luôn nè, chuyện là xác thực luôn. Rồi bà dưới nhà một chút thì cũng có một người luôn, cứ là thường nhập con cháu, cứ là đòi bắt cái đứa cháu nó đi. Tao thương nó lắm mà tại sao lại ăn hiếp nó này kia rồi bắt nó đi. Đây là thấy xác thực 100%. Vậy thì cái việc mà chết xong rồi, cái linh thức con người ta chưa siêu thoát, người ta đeo đẳng tới con cháu có không? Có. Như vậy thì những người đeo đẳng theo là gọi là cái gì? Cô hồn, hoặc là ma, hoặc là quỷ. Cảnh giới của họ phần nhiều thời gian lâu toàn là quỷ đạo.
Còn khi mới mắc trong 49 ngày gọi là cô hồn. Cô hồn là người chưa được siêu thoát, đúng không? Đang trong 49 ngày đang trên cái phương hướng được giải thoát hay là chầm lưng khổ đau là cô hồn. Còn khi qua 49 ngày mà qua thời gian đó mà vẫn còn nhập xác này kia thì cảnh giới của quỷ đạo. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thì cũng nói rất rõ ràng là cái việc mà khi mà người thân mà nhập xác nói này nói kia, mà quý vị ngủ mà thường gặp ác mộng, gặp những cái mộng mị mà gặp người đã chết rồi, hoặc gặp những người đã xa lạ không biết ở đâu mà mình gặp đông lắm, tất cả những cái này khi gặp xong rồi bỏ qua bên, không cần quan tâm để ý tới. Chúng ta chỉ cần chân thật niệm Phật, ăn chay niệm Phật, sống thiện, sống tốt, vậy là được rồi. Còn tất cả những cái việc này chúng ta đừng có chấp vào giấc mộng đó. Dù bằng đêm ngủ có gặp ác mộng đáng sợ gì thì cũng là cho qua, đừng bao giờ quan tâm đến cái giấc mộng đó nữa. Có nghĩa là tới cái việc thiện, cảnh giới thiện mà thấy được, vậy mà cũng cho qua luôn, không chấp cảnh giới thiện luôn. Chỉ có đúng chấp gì ai với Đạo Phật thôi. Thí dụ như bây giờ lễ Phật gặp hào quang sẹt sẹt cũng cho qua luôn. Rồi lễ Phật gặp Phật Ai Di Đà cũng cho qua luôn, không đi phe ai hết, không được khoe ai hết. Khi khoe vang là cái tâm mình mầm móng liền, là khởi tâm rồi, là bắt đầu là cái cảnh giới của ma đạo bắt đầu hiện ra để mà nó giả đủ cái hết. Nên tổ sư nói rằng một con người tu mà chi cầu cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Chỉ có đúng chỗ là đừng chi cầu cảnh giới gì, đừng có cảnh giới gì, chỉ có một câu Ai Di Đà Phật. Cứ chân thật lão thật niệm Phật là đúng nhất. Nó có nghĩa là cái tâm chỉ có trụ ngay câu Phật hiệu và niệm câu Phật hiệu thì đạt nhất luôn. Nên cái việc mà ông bà cha mẹ mình mắc, không cần thiết chúng ta phải cúng cơm mỗi ngày kêu gọi hoài, mà quý vị niệm một câu Phật hiệu vẫn là lợi ích gấp 100, 1000 lần hơn là cái chuyện quý vị cứ kêu người ta hoài. Kêu người ta hoài đâu có được lợi ích, nó đâu có giải thoát đâu. Cái bổ nguyện của Di Đà là niệm Phật á, thì được tiếp dẫn, chứ không phải là kêu tên người đó. Nên cái hiếu của thế gian á, thì nó rất là nhỏ bé. Nên cái hiếu sức thế gian á, là cái việc tu nhân tích đức để giúp người ta giải thoát. Việc này mới là việc cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta học đạo á, là cái việc mà hướng đến chánh tín mà tu thì việc rất là quan trọng. Bây giờ mình muốn giúp thân bằng quyến thuộc, hay tất cả những người mắc chưa siêu thoát, hay là những người mang nghiệp phá thai nhiều lần, bây giờ quý vị muốn giúp cho chư hương linh nghiệp phá thai được siêu thoát, thì chính bản thân chúng ta nè, mỗi ngày phải được an tâm niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, và cái tâm trạng con người mình đặt cái tín nguyện làm đầu làm chính nhất để cầu sanh cực lạc. Đây mới là cái chỗ mà quý vị giúp cho tất cả những người chết chưa siêu thoát được siêu thoát. Nên nhớ, người tu hành cái tâm rỗng rang là đặc biệt nhất. Đừng bao giờ chi cầu cảnh giới, nhớ nghe quý vị. Đừng có chi cầu cảnh giới gì chứ nha. Nên những đức đi tu mười mấy năm nay, những đức càng tu những đức thấy khỏe vô cùng vậy đó. Thật sự mà nói, những đức nói đúng là tu học rất là dễ tu. Nó chỉ dễ tu ngay cái chỗ là quý vị có loạn tâm hay là định tâm gì cứ mặc kệ nó đi. Quý vị chỉ niệm Ai Di Đà Phật là đủ à. Loạn tâm hay định tâm gì cũng được, vui hay buồn gì cũng được hết chứ nha. Quý vị chỉ cần tin Phật, niệm Phật là được rồi. Quý vị cứ gài dựng ngay cái chỗ niệm Phật hoài là được à. Rồi niệm lâu ngày quý vị sẽ thấy cái kết quả của nó à. Rồi từ từ tự nhiên quý vị sẽ thấy đúng rõ ràng tu tịnh độ này dễ tu, rất là dễ tu. Còn nếu như quý vị chấp vào cái chỗ định tâm hay là loạn tâm thì quý vị sẽ tu khó liền, không nói vòng vo chứ sẽ khó tu. Tại vì cái định là ngay câu Phật hiệu chứ không phải mình định. Tại vì mình còn mang cái thân tứ đại, nó không có định. Cái định của mình còn nó loạn. Bây giờ có định mình giữ định, rồi mai mốt mình giữ hoài nó loạn mình tức, nên khó tu. Nên định cũng mặc kệ định, mà loạn cũng mặc kệ loạn. Có nghĩa là Hòa Thượng không phải nói việc thế gian nó như thế nào đó cũng được hết chứ. Còn việc của mình là phải lo niệm Phật à. Chỉ cần mình lo niệm Phật là cái việc đó mình vì chúng sanh à. Còn mình chạy theo cái cảnh duyên đó mà mình không niệm Phật là mình không có gì ai cả. Nên cái việc mà muốn lợi ích là mình phải lo tu, mình phải lo niệm Phật. Bản thân của mình được tốt thì mọi việc nó sẽ tốt. Bản thân của mình nó không được tốt thì việc nó không có gì tốt nha. Phải nhớ nha quý vị, thí dụ như tâm mình mà an thì mình thấy cái gì nó cũng an. Tâm mình mà vui mình thấy cái gì nó cũng vui. Mà tâm mình nó bất an thì cái gì nó cũng bất an. Tâm mình mà nó không vui thì cái gì nó cũng không vui. Nên vạn pháp từ tâm tưởng sanh là như vậy đó. Nên từ nơi đó mà chùa mình vì sao mà nó đề xướng cái việc mà vui vẻ. Tại vì niềm vui nó đoạn buồn khổ. Mà con người mà vui vẻ trong cái pháp vị nó tuyệt vời lắm. Thí dụ như hằng ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, bây giờ chúng ta cùng niệm Phật. Nãy giờ quý vị niệm địa chung được mấy chục phút.
Như vậy đó mà cái số lượng con người này, quý vị niệm một câu Phật hiệu nó trọng lượng lớn lắm, tại vì nó đông người, nó cộng lực quý vị, nương chúng nhờ chúng, đức chúng như biển cả mênh mông là như vậy đó. Nên chúng ta tu đường thờ tuy là nó ngắn lắm, nhưng mà quý vị biết rằng cái quan trọng của mình về chùa là cái gì phải không? Thông tâm. Cái quan trọng về chùa là nghe pháp để thông cái tâm. Còn cái việc tu hành là mỗi lúc mỗi nơi phải tu, chứ không phải là lâu lâu chạy về đây tu một bữa, về nhà không tu, vì này không có kết quả rồi. Không kết quả rồi. Đi đến đây là chúng ta cộng tu, là cộng duyên, cộng phước, cộng chúng, để chúng ta gầy dựng cái lực tu. Làm sao ở nhà mình mà mỗi ngày mình tu được. Nên những đức nói cái đưa lên cái phương pháp tu gia đình tuyệt. Phương pháp tu gia đình là phương pháp đặc biệt. Quý vị nên chân thật mà áp dụng. Nên mỗi một gia đình nhớ nè, người Phật tử tu hành từ khi là quý vị được bị sự trở ngại là không thờ Phật trong gia đình được. Chứ nếu như mỗi một người Phật tử ở nhà mà có một cái bàn thờ thờ Phật, thờ Tam Thánh, chùa mình thì tặng tượng Phật, như nghe, chiều nay tượng đã về không? Thì bắt đầu là tặng tượng Phật xuyên suốt. Mỗi một gia đình nên thờ Phật. Mỗi một gia đình mình nên có một cái chùa nhỏ ở trong nhà. Nhớ nha. Quý vị coi xã hội con người ta, cái nhà mong cắt cho lớn nè, cái phòng tiếp khách trang trí cho đẹp nè, cái nhà bếp cũng làm sao cho sang trọng nè, còn cái phòng ngủ thì còn phải đặc biệt hơn nữa nè. Như vậy mà cái chỗ cực kỳ quan trọng vô cùng luôn cho cuộc đời mình và cho con cháu mình luôn mà ít ai để ý tới là đó là gì? Chỗ thờ Phật. À. Đúng là con người chúng ta bởi vì chạy vòng vo tam quốc đi tìm kiếm cái tốt cái ngon, mà cái tốt cái ngon ngay trước mặt mà chúng ta không chịu chú tâm, không để ý đâu tới đâu. Cái việc thờ Phật mà tu đó là cái đặc biệt á, lỡ mình lỡ người lỡ con cháu gì sao, và cái phúc đức đó đó nó mới thịnh vượng gia đình đó. Quý vị coi con người mình mà tâm trạng mà nặng nề khổ đau rồi thì quý vị có tiền đi chăng nữa quý vị cũng khổ nữa. Mà chỉ cái niềm vui là chỉ có học Phật, chỉ có mặt tâm linh, nó cởi mở được tâm tư thì nó mới an lạc được thôi à. Thì cái chuyện mà trong gia đình mình mà có một ngôi tam bảo là tuyệt vời. Đây là việc quan trọng nhất luôn mà vậy mà ít ai để ý tới. Ít ai để ý tới. Thí dụ như quý vị nghe bao nhiêu người chia sẻ Phật Pháp, giảng rất là hay, giảng rất là có duyên, giảng đặc biệt hay luôn. Nhưng quý vị nhớ nè, để ý cái chỗ nghe Pháp này quý vị mới biết được ra nè. Họ giảng rất hay nhưng họ không có phương pháp cho vị tu. Họ không có phương pháp cho vị tu. Quý vị chịu chết. Quý vị có nghe hay cỡ nào trong lúc đó, nhưng quý vị chỉ cần gặp một sự cố gì, tất cả những việc đó nó không giải quyết được vấn đề cho quý vị. Cái giảng hay nhất là gì? Là phải có phương pháp tu. Mà phương pháp tu này nó theo quý vị mãi mãi. Nó theo mình. Nó theo mình cho tới thế giới cực lạc luôn. Đây mới là phương pháp tuyệt vời nè. Mà phương pháp gì mà theo mình tới thế giới cực lạc dữ vậy thầy? Phương pháp niệm Phật. Tới thế giới cực lạc luôn. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói, quý vị muốn học cái gì thì quý vị về thế giới cực lạc đi rồi tha hồ học. Nhưng tôi nói thật cho quý vị biết, tôi về tới thế giới cực lạc tôi cũng niệm Phật, vì niệm Phật mau thành Phật. Bây giờ nói câu này ra chúng ta dẫn chứng nè. Văn Thù Phổ Hiền, 41 vị đại sĩ, các ngài là Đại Bồ Tát, tại sao các ngài còn phải niệm Phật chi vậy? Các ngài đó là Đại Bồ Tát rồi, mà tại sao các ngài còn đi niệm Phật và khuyên 41 vị đại sĩ niệm Phật? Thì rõ ràng niệm Phật mau thành Phật. Chứ các ngài tu tới đạt cảnh giới đó rồi thì các ngài cứ tu phương pháp đặc biệt lớn lao khác đi. Tại sao các ngài còn phải khuyên nhau niệm Phật? Mà Đức Thế Tôn trong pháp hội của ngài lúc đó ngài nghe rồi ngài nói tốt, tốt, tốt. À, Văn Thù Phổ Hiền làm tốt. Khuyên 41 vị đại sĩ niệm Phật tốt. Cứ khuyên họ niệm Phật đi mau thành Phật hơn nữa. Còn bây giờ tới Đại Bồ Tát rồi tu tới quả vị thì làm Phật luôn á, thì thời gian vẫn còn lâu. Nhưng niệm Phật thì rất là mau. Với cảnh giới của các ngài mà niệm Phật là rất mau. Tốt, tốt, cứ niệm Phật đi. Đại Bồ Tát còn niệm Phật gì mau thành Phật. Vậy thì chúng ta về thế giới cực lạc thì chắc chắn rằng chúng ta cũng làm cái gì? Niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, chắc chắn 100%. Nên mỗi một con người chúng ta cứ gầy dựng gì hoài. Vậy thì cái việc mình hướng cho tất cả mọi người giải thoát và cầu nguyện cho chư hương linh giải thoát là bằng cách nào? Niệm Phật. Cái pháp niệm Phật này thì quý vị tụng trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn nữ rồi Quan Mục nữ đều làm phương pháp này hết, đều dùng phương pháp này hết.
đều niệm Phật hết, các ngài cũng niệm Phật. Nó như vậy mà đạt đến cảnh giới mà cầu siêu cho mẹ của các ngài. Vậy thì bây giờ chúng ta cầu siêu cho người thân mình, không có phương pháp nào hữu hiệu hơn phương pháp niệm Phật. Tuy là phương pháp thì rất nhiều, nhưng chỉ đúng phương pháp niệm Phật là phương pháp hữu hiệu nhất. Phương pháp này hữu hiệu nhất là phương pháp niệm Phật để cầu siêu cho người thân. Quý vị coi nguyên một cái lượng người này nghe, đắc cái quả. Phương pháp mà cầu siêu cho người thân á, và cầu nguyện cho tất cả những người mắc á, những người chết dặn đồ á, anh hùng liệt sĩ rồi đó, thì cái phương pháp niệm Phật này là phương pháp hữu hiệu nhất, đặc biệt nhất luôn. Nhưng mà nói về cái chuyện mà tin thì cái người tin ít dữ lắm, người tin rất là ít. Nhưng Đức nói với vị nghe nè, một người mà hướng dẫn vị niệm Phật mà họ đang trụ xứ ở cái ngôi chùa nào đó, lúc mà họ mà hừng hực cái tâm niệm Phật mà họ hướng với vị đó nghe, là ngôi chùa đó thịnh nè, vì để ý là thấy ra đúng không, thịnh. Nhưng mà chỉ cần con người đó thay đổi phương pháp là chùa đó si, hoặc là người đó còn tại thế thì nó thịnh. Nhưng khi người đó chết đi rồi, người ta đổi phương pháp lại, người ta chuyển lại hết là si liền, si liền, không nói vòng vo chứ. Nên chính những đức đã nhìn ra được, nên những đức áp dụng tới cùng luôn. Những đức nhìn ra là cái thời Tịnh Thất Quan Âm thịnh nhất là thời gì? Chuyên niệm Phật. Cái thời đó là cái thời thịnh nhất. Những đức đã nhìn ra rồi, cái lúc những đức đi theo thầy Giác Nhàn á, những đức học, những đức đã nhìn ra cái môn giảng của thầy Giác Nhàn. Ông giảng là người ta ăn khách, người ta thích nghe. Mà ông dạy người ta niệm Phật, ông nói một cái là người ta thích niệm Phật theo liền, nói vòng vo. Mà ông nói cái miệng ông nói dẻo, sao gan cái miệng như đức bây giờ tương đối luôn. Lúc mà chuyên niệm Phật là cái miệng rất là dẻo, à, rõ ràng luôn, mà cái giảng nó rất có lực. Quý vị nghe hồi xưa, bây giờ quý vị bấm lại đi, những cái buổi ngày xưa thầy mà giảng mà nhét môi niệm Phật nè, rồi giảng kinh Vô Lượng Thọ mà được mấy tập đó, thấy không? Quý vị coi những cái buổi đó đi. Rồi từ cái lúc mà mới khai sơn cái chuyện mà cái đạo tràng niệm Phật đó nghe, là 2009 những đức đến đó, là những đức nghe là âm là tự nhiên mình hưng khởi niệm Phật nè. Lúc đó mình chú ý, mình nghe ông ngài ông nói một câu: đi tu mấy chục năm mà đứng giữa ngã tư đường, đi đâu cũng xách theo cái hũ thuốc để nấu uống. Từ khi mà tự nhiên nghe được Hòa Thượng Tịnh Không, rồi thấy bộ kinh Vô Lượng Thọ, rồi lúc đó rồi nghe pháp, rồi chuyên sâu niệm Phật, mở cái pháp hội niệm Phật. Ban đầu chỉ có 5-6 người, sau 5-6 bà già niệm Phật, vậy mà chăng thật niệm Phật, rồi in kinh đồ tặng cho người ta, rồi chăng thật khuyên người ta niệm Phật. Vậy mà một thời gian ngắn thôi nó thịnh được cái pháp hội này. Nếu mà tu một cái pháp khác 30 năm cũng chưa được như vậy. Hồi xưa là thầy chuyên nói cái câu này, mà những đứa ấn tượng, những đứa nhắm ngay mục tiêu cái câu này, đứa nhắm ngay mục tiêu cái câu này. Và những đứa để ý cái phương pháp lễ Phật, khi những đứa sắp chúng xong á nghe, những đứa đi vòng vòng, những đứa thấy người ta lễ Phật, những đứa cứ nhìn, những đứa nói đúng là cái môn lễ Phật này nó hay. Tại vì cái môn lễ Phật này nó có lực, và cái môn địa chung này nó hay. Tại vì niệm nó ào, thí dụ như nó làm cho con người ta không ngủ gục được. Còn trong cái thời cuộc này, con người ta chỉ cần tụng kinh chút là ngủ gục liền à. Vừa tụng kinh chút là ngủ gục liền. Còn cái môn địa chung, cái môn lễ Phật này là nó cộng lực của con người. Giống như mình vác một cục đá hay mình kéo một cái gì, mình còn hô, ha, thấy không? Không chi là quý vị mà ghim một cái gì mà quý vị im gu, tự nhiên lỡ ghim cục đá. Thì sao có lực? Không có lực gì chứ đúng không? Mà mình tự nhiên mình kê tay vô cùng chúng nha. 1, 2, đúng không? Nó lên liền, nó có lực, nó làm một cái động lực gì cho mình. Hoặc mình kéo cái gì, 1, 2, đúng không? Nó, hoặc là quýnh lộn, 1, 2, quýnh dữ dằn liền đấy chứ không? Nên từ nơi đó rõ ràng, à, ghinh một cái gì đó mà còn 1, 2, để mà phát âm cộng lực. Không chi là tụng kinh niệm Phật mà không phát âm để cộng lực, thì làm sao có người ta chịu nổi với cái sự hôn trầm vây bao vây mình lại, hiểu không? Nên con người ta có thể tỉnh táo được là nhờ cái âm vang. Nên trong kinh giáo Phật nói rằng là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Nghe một cái âm lớn thì con người ta sẽ tỉnh. Nên quý vị thấy cái phương pháp địa chung không, làm sao bỏ được không? Nhưng đứa nhìn ra rồi, nên á, mười mấy năm nay luôn không bao giờ bỏ cái môn này. Mà cái môn này không phải tôi chế biến ra, mà cái môn này là cái môn cũ của người ta, hoàn toàn là tôi lụm lặt đem về để sử dụng. Có sẵn rồi, đi chế biến chi cho nó cực. Quý vị nhớ nè, con người mà hành đạo mà có phúc đức lớn nhất là con người gì, quý vị biết không?
Đừng bao giờ nghĩ cái này là của mình để chế biến. Một cuốn kinh người ta đã phiên dịch hay rồi thì cứ lấy đó mà tụng, chứ đừng có ra vẻ mình là kẻ hay, rồi chùa mình bây giờ mình phải dịch cuốn kinh khác. Đây là cái hành động của người gì? Cái người kiêu ngạo ngã mạn. Nó không có đạt đâu quý vị à. Cái người xưa người ta giảng đặc biệt dữ lắm, không có giỡn đâu. Nên cái gì mà đã hay rồi thì cứ duy trì. Cứ duy trì làm sao chúng sanh được lợi ích. Đừng bao giờ đây là mô hình của tôi. Chỉ cần quý vị lấy cái người ta bị làm, người ta cũng nói của quý vị à. Như năm xưa mà đại sư Ngẫu Ích mà học đại sư Liên Trì vậy đó. Cứ học đại sư Liên Trì thì đại sư Ngẫu Ích là tổ sư vậy thôi à. Cứ như vậy truyền để mà nghe theo và làm theo thì lợi ích cực kỳ lớn. Nên từ nơi đó những đức đã thấy ra được cái môn lễ Phật, rồi niệm Phật địa chung là những đức thấy nó hưng khởi. Các vị ngồi niệm địa chung rõ ràng không? Cái môn địa chung này những đức đâu có đánh khéo đâu. Các vị biết cái địa chung là nó khó đánh vô cùng luôn á. Đánh một chút rồi là nó đánh lạc điệu hết trơn luôn, nó đơn giản đâu. Cố gắng mà đánh dữ lắm, đánh được có mấy nhịp rồi bắt đầu là làm ra được cái điệu địa chung đó, mà để mãi mãi về sau cái điệu địa chung quý vị niệm đó, muốn bao nhiêu thời gian cũng được, phân ra bây giờ có cái máy làm được hết trơn thôi. Không niệm kích liệt thấy chưa, nó rồi làm mấy cái máy nhỏ cho quý vị để niệm theo quý vị thấy không? Vô một cái là một chút từ chậm nghe như đức niệm câu bị niệm theo một câu, vô một chút một nhanh trò nó nhanh, nó làm cho con người mình thấy không? Ồ, nó niệm nó thu hút vô cùng. A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, làm cho mình giống như a di đà phật. Hiểu không quý vị, thấy công nhận không? Niệm như đâu, a di đà phật, 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 niệm giống như gần chết vậy, sanh thấy chưa? Đó. Còn cái điệu lễ Phật thì coi phải rõ ràng không? Từ a di đà phật tới nam mô a di đà phật luôn. Nó niệm mà nó ao như lượng sống vậy đó. Thấy không? Làm sao ngủ gục được không? Nó còn gặp mà quý vị mà ngồi mà im im đi. Phải không? Như đức nói thật chứ vị nghe, quý vị mà chỉ cần im im là nó ngủ liền. Ngồi đông y gì nè. Mà ngồi nói chuyện ầm vậy mà nhìn xuống có những bà. Mặt tội nghiệp ghê. Kiểu như mà nó buồn ngủ, từ trong bụng nó ngủ ra hay sao mà mắt làm nè. Trời ơi, kêu quá con mắt nè. Trời ơi, kỳ cục ghê thấy không? Nó. Mà nói chuyện ầm vậy đó, mà còn vậy. Bây giờ như đức nói với quý vị, chỉ cần đọc kinh ra mà giảng kinh thôi, đấy ngủ hết trơn. Giảng cực kỳ hay luôn, mà ngủ hết trơn. Đúng rồi, hay mới ngủ. Nó giảng hay nhưng mà nó mùi thì giảng kinh nó không có thu hút. Cái chuyện mà chúng ta nói nhân sinh nó gần gì nào, có nghĩa là nghe chút là tự nhiên ngủ mất tiêu chưa. Nó bây giờ quý vị thử bật là giảng của Hòa Thượng Tịnh Không lên một tiếng đồng hồ đi, giảng rất hay nhưng mà nhiều người ngủ lắm. Tại vì sao? Vì mình nghe mình không có hiểu được nhiều. Còn đây là nó xác thực cái sự đập ầm ngay mình vậy đó, nó làm cho mình tỉnh. Rồi lâu trao đảo qua cái vui. Đây là một phương pháp giảng ngày xưa của Đại Đức Thích Nhất Nhàn. Thì để ý viết liền vậy đâu. Phương pháp giảng mà giảng lâu dài mà ta nghe được là lâu nó pha trò vô vui chút, cái là tiếp tục tiến vô niệm Phật nữa. Mà thật sự nhân sinh là như vậy á. Nhân sinh là người tu nó phải vui, phải an lạc, rồi tự nhiên ta nhìn mình ta thích tu đó. Hồi chúc quý vị an lạc hay gì đâu rồi. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng ta cộng tu ngay ngày 30 tháng 4, ngày lễ, và ngày 1 tháng 5 ngày mai. Hai ngày chúng ta cộng tu, hàng Phật tử khắp nơi chúng ta về đây để dự khóa tu hai ngày, vừa cầu an cho người thân và vừa cầu siêu cho người thân. Và chúng ta đem toàn bộ cái công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những người mắc chưa được siêu thoát. Và trước nhất là chúng ta đem cái công đức tu hành từ nghe pháp, niệm Phật, lễ Phật, cúng thí thực phóng sanh này suốt hai ngày. Chúng ta như buổi sáng nay 8:30 chúng ta tu tới giờ này còn 10 phút nữa là 11 giờ.
chúng ta đang chuẩn bị cúng đĩa thực và phóng sanh, và chúng ta xong rồi mình xuống nhà ăn, mình dùng một miếng đồ ăn xong hết thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi buổi trưa, lúc 1:30 chúng ta tiếp tục khóa tu buổi chiều, những đứa cũng lên tu cùng với quý vị. Xong buổi chiều chúng ta tiếp tục một thời khóa tu, những đứa cũng lên nói chuyện và tiếp tục chúng ta niệm Phật lễ Phật. Một ngày như vậy chúng ta tu được 3 thờ, buổi sáng thờ là 4 thờ. Ngày mai tiếp tục ngày Chủ nhật cũng là 4 thờ tu như vậy. Chúng ta sẽ xuyên suốt 2 ngày cộng tu rất là khỏe và mọi người tu rất là thoải mái, để chúng ta đem cái công đức này trên là cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và chúng ta hồi hướng cầu an cho tất cả những người đang có mặt ở đây và khắp nơi, và gia quyến của quý vị hưởng được những cái công đức này đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid được hưởng những công đức này đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ma ngạ kim tí dự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công, quyền dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng hữu tình chung ngã kim thi dự cung, thừ thực biến thập phương nhất tiết hữu tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim thi dự cung, thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lắng ta bà ha, án một lũng lắng ta bà ha, lắng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi quý vị cúng đi thực mà niệm Phật mà cái lực niệm gì thù thắng lắm quý vị, giống như cảnh giới đứng lại vậy, không giỡn đâu. Nên là chư hương linh ta hưởng nhờ rất là lớn nha. Chúng ta làm cái lễ phóng sanh, quý vị về đây tu được cúng đi thực phóng sanh. Đây là cái phương pháp tu đặc biệt thù thắng mà khi chúng ta tu xong rồi tất cả chư hương linh đều được hưởng nhờ, và chúng sanh, những loài súc sanh đều được nhờ từ nơi cái công đức phóng sanh mà nó trưởng dưỡng lòng từ. Tại vì từ cái nghiệp sát sanh mà tạo ra nghiệp chướng, thì cái công đức phóng sanh là hóa giải nghiệp chướng. Nên là chúng ta về chùa mà được dự cái lễ phóng sanh, cái tâm mình nó thoải mái. Nhất là cái lúc mà thả chim, mà chim bay giống như chúng ta nghĩ mình đang bị ở tù mà người ta thả mình mừng. Mình đi nó nhanh, trời. Có những con chim mà nó bay mà thôi, Mà nó bay mừng đến cái mức mà nó đi phân tùm lum tùm la thì biết cỡ nào. Nên từ nơi đó mà mình làm lễ phóng sanh là nó vui dữ lắm. Khi mà mình thấy chim bay mình vui, mình niệm, mình vỗ tay, mình hô hà lên. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ nó về chùa nít nít gì nè, mà niệm Phật rồi lễ Phật rồi được làm lễ phóng sanh đó nha, mấy đứa bé này sau này cái phước nó lớn. Và khi cái phước lớn là cái cuộc đời nó đặc biệt. Có những đứa bé mà nó lớn lên nó bệnh hoạn eo ọt khó nuôi, hoặc là có chồng mà gặp chồng lũ đạn, rồi có vợ mà gặp vợ bà chằn lửa. Vậy mà vô chùa tu sau này nó gặp chồng chồng đàng hoàng, gặp vợ vợ hiền. Nó tu nó chuyển nghiệp, hiểu không? Nó nên đặc biệt cái công đức phóng sanh này nó giúp cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ. Nên đó, chúng ta về chùa được dự cái lễ phóng sanh, chúng ta bỏ tịnh tài phóng sanh là tài thí, chúng ta quy y là pháp thí, chúng ta thả chúng sanh này bay đi là vô ý thí. Nên khi mình thả người ta thì mình vui, tại vì người ta vui là mình sẽ cảm được mình vui liền, chắc chắn là như vậy. Nên là tất cả các chú chim đực chim cái ở đây, chúng ta được quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Bây giờ quý vị coi trong chùa này nam vô tu thì đực rửa thì không nhiều, mà nữ thì nhiều, đúng không? Thôi thì chúng ta phóng sanh cũng kêu đực cái luôn đi. Nên từ nơi đó được đầy đủ hết trơn. Bây giờ được quy Phật, quy pháp, quy tăng, khi được thả ra thì các chú chim đực và cô chim cái ở đây chùa để tu hành. Khi này sau này xả thân rồi chúng ta hướng về thế giới cực lạc để chấm dứt sự khổ đau nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay để mà thả chim nghe, hoan hỷ vui vẻ nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nè. Đông đúc lắm nên đừng có chen quá nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.